Tôi có câu hỏi liên quan đến sự kiện tỷ kheo giả mạo Migalanika tước đoạt mạng sống của các tỷ kheo khác. Tại sao Đức Thế Tôn không can thiệp vào để cứu mạng sống của các tỷ kheo đó? Tại vì thân người khó được, chánh pháp khó nghe và Đức Phật thì khó gặp. Tỷ kheo giả mạo Migalanika là ai và phải và chuyện gì sẽ ra cho ông sau đó? Đó. Thì như sư nói, chúng sanh á, có nghiệp của mình, cho nên Đức Thế Tôn ngài đâu có can thiệp. Tại vì chúng sanh nó tới hồi mà cái nghiệp nó phải trả rồi, thì Đức Thế Tôn ngài không can thiệp. Cũng giống như trường hợp là dòng tộc Thích Ca mà bị diệt vong, Đức Thế Tôn khi mà nghiệp nó chưa có chỗ thì ngài còn can thiệp, tức là can thiệp bằng cách là ngài ngồi ở cái gốc cây mà trụi lá ở bên phía dòng tộc Thích Ca đó. Nhưng mà khi nghiệp nó đã tới hồi nó chỗ rồi thì ngài không có can thiệp. Hay như trường hợp là ngài Mục Kiền Liên bị cướp hại thì ngài cũng không có can thiệp. Hay như là bà Upalawana bị hại thì ngài cũng không có can thiệp. Bởi vì nghiệp chúng sanh tới rồi, ngài biết rõ điều đó cho nên là ngài không can thiệp, bởi vì mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Khi mà chúng ta chưa tu thì chúng ta rất dễ tùy tiện can thiệp vào cái nghiệp của người khác mà mình không có trí tuệ để suy xét. Đa phần là mình làm theo cảm tính, cho nên là nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả. Nhưng mà khi mình đã biết thì mình sẽ, một là mình không có can thiệp, hai là trong khả năng can thiệp thì mình sẽ giúp đỡ cho điều đó tốt hơn. Ví dụ như trong cái bài kệ Pháp Cú là mùa mưa ta ở đây, mùa khô ta ở đây, người ngu nghĩ như vậy không ý thức khổ đau. Tức là nói về sự kiện là Đức Thế Tôn khi mà đi ngang qua gặp một cái người thương nhân, suy tư là bây giờ mùa mưa ở đây mình không có mua bán gì được, cho nên là để chờ tới mùa khô thì mình sẽ đi nhập hàng về rồi mình tiếp tục mình bán thế này, mình bán thế kia. Đức Thế Tôn ngài mỉm cười, ngài Ananda hỏi tại sao Thế Tôn mỉm cười. Thế Tôn nói cái người này á, 7 ngày nữa họ sẽ chết và sẽ làm mồi cho cá. Mà bây giờ á, họ không ý thức được mà vẫn còn ngồi đó suy tính là mùa mưa ta ở đây, mùa khô ta ở đây. Và ngài Ananda mới đi đến và nói với cái người thương buôn này. Người thương buôn biết là Đức Thế Tôn ngài không bao giờ nói sai, cho nên là người thương buôn mới dùng hết toàn bộ tài sản của mình để cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn trong suốt 7 ngày. Thì sau khi 7 ngày đó Đức Thế Tôn ngài đi về rồi đó, thì vị này giống như là làm xong cái buổi lễ thì mệt quá nằm nghỉ, thì sau khi mà nằm xuống thì chết luôn. Thì sau khi mà chết thì vị này sanh về cõi trời nhờ cái phước là 7 ngày đó, chứ nếu không là đi xuống các khổ cảnh rồi. Thì như vậy là bằng cách can thiệp mà có sự hiểu biết thì một chúng sanh đã có thể đi về cảnh giới tốt đẹp hơn. Cho nên là mình muốn giúp đỡ một ai đó thì mình phải có cái gọi là có cái trí tuệ ha, thì mình mới có thể can thiệp mà thiếu sự suy xét, phải tránh cái sự đó.